chịu. Nó lỡ rồi làm sao giờ, thôi ráng đi đi ông ơi, không lẽ nhảy biển gì lộ vô, buộc phải đi thôi. Nếu như mình chống cự lại thì sao? Nào, đâu được chống cự, nó lỡ xô mình đi biển luôn sao? Làm thêm 3-4 đêm nữa mới đủ 2 tháng nha. Vừa đủ 2 tháng là về, tôi nói thôi về nha, đủ 2 tháng hết đồ ăn rồi, thôi đi về đi. Nói là lỡ để theo ông Cường thêm 3 bữa nữa đi, chạy vô này 3 bữa nữa là tiền nó tiền chiêu của mình không à. Ráng đi chú ba, tao nói tao làm hết nổi rồi, tôi về đi. Lúc đó tôi mập thò lụ xuống, tôi đang thui ốm nhôm luôn. Rồi nó nói kêu gắn gắn, mà tôi không chịu. Một hai đi theo mới bắt đó. Tôi nói đâu nghe. Mà tôi... Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Cô bác quý anh chị đã biết thì Kiên Giang là một trong những cái tỉnh mà miền Tây mà giáp với biển. Phần lớn thì diện tích của Kiên Giang sẽ giáp với biển. Và người dân nơi đây thì đa phần họ sống với cái nghề gọi là đánh bắt thủy hải sản. Ngoài kế bên Bùi Hồ đây là ông ba. Ông ba thì năm nay cũng ngoài 60 tuổi. Một cái ký ức đáng buồn trong những ngày đi biển. Khi đánh bắt hải sản trên biển ở ngoài khơi thì ông ba... Trên cái chuyến thuyền ông ba bị cáo buộc rằng là đánh bắt trái phép thủy hải sản. Và sau đó thì ông ba bị cảnh sát Philippines bắt lại và ở tù hơn 1 năm. Sau đó thì cảnh sát Philippines phóng thích ông ba trở về lại Việt Nam. Cuộc sống hiện nay thì cũng vô cùng khó khăn. Và để hiểu thêm về cuộc sống của những người ngư dân đánh bắt xa bờ ở những cái vùng mà chồng lấn ở trên biển đó, thì mời cô bác quý anh chị cùng nghe ông ba chia sẻ về một cái ký ức cực kỳ đáng buồn ở tù nơi xứ người của những người đi biển đánh bắt nha cô bác quý anh chị. Chào ông ba, thì ông ba có thể cho biết là ông ba năm nay bao nhiêu tuổi và làm nghề đánh bắt thủy hải sản trên biển là bao nhiêu năm ông ba? Hồi đi làm biển tới bây giờ là hồi đi là 27 tuổi, tới năm nay là 66 tuổi vẫn còn đi cực khổ đi làm. Thế làm thì sống không đủ sống. Có một cái ký ức đáng buồn, đó là ông ba đã bị cảnh sát Campuchia bắt, cảnh sát Philippines bắt. Thì ông ba có thể kể lại cái ký ức đó cho con cũng như tất cả của của Philippines bắt. Thì hồi nó cặp lại là nó bắt đằng tài công ở đâu có ngừng, nó buộc chạy hoài, nó bắn ba bắn cũng không ngừng luôn. Rồi nó cặp sát vô, tài công vừa lú ra tính làm cái gì mình không biết, tôi ở đằng sau là nó bắn tài công vô đây 2 phát sụm, rồi nó vô bắt luôn, kêu đi ra thì đi ra trước, ngồi đi thôi chứ mình có làm gì vậy. Rồi một hồi nó nghe nó cũng tốt chứ không phải nó xấu, bắt qua ghe nó rồi nó kêu, nó hỏi vậy không, thì mình biết nó kêu hỏi hút thuốc không, mình nói hút, chặt đầu là nó đốt đưa cái hầu, cái nó hỏi uống nước gì, uống nước không, nó uống đưa vậy thôi. Rồi vô tới trong đó nó hỏi ăn cơm không, cũng cho cơm ăn. Rồi ở đâu độ khoảng chừng cỡ 3-4 tiếng đồng hồ rồi mới đưa qua đảo bên đây, chạy đưa qua đảo bên đây 3-4 tiếng nữa mới tới cái đảo này. Lên ở trên cái đảo này cũng 2 tháng mấy, gần 3 tháng. Ông ba nhớ cái đảo đó tên gì không? Không, mình không có nhớ. Lâu quá, nó có để chữ luôn á, mà mình không nhớ. Rồi nó mới đưa xuống chỗ chờ đợi, ở tù đúng 6 tháng. Ở cái 6 tháng, ở tù 6 tháng mà tới 1 năm rưỡi đó. Rồi tới 18 tháng đó. Rồi nó đưa xuống lại chỗ chờ đợi. Chờ đợi rồi nó đưa đi lại chỗ ba bên kia cách ly. Cách ly nửa tháng nữa. Rồi nó đưa quay trở lại đưa chỗ chờ đợi. Chờ đợi. Chờ đợi 4-5 tháng nữa. Thanh thằng nó lâu thâm tẩm kịp trôi. Đi vòng vòng thì nó khổ, mà lại cái chỗ chờ đợi á thì nó có cơm nước cho mình ăn đàng hoàng. Ông ba có biết rằng là chiếc tàu mình đánh bắt ở trong cái vùng hải phận của nước bạn không? Đó nó gần giáp với của Thái á, mà bị bắt ở Philippines đúng không? Nó nằm phía này.
Lúc mà tàu Indo đây Thái Lan nằm đây là sát với Indo á. Lúc mà tại công lái vô cái đó là nó quyết định nó vô trong đó đằng cầu nó mới có nhiều, tại vì trong nó trong cái cũng như này núi nó có cái đường hẻm đi vô vậy đó. Dạ. Quyết định có nghĩa là cố tình. Cố tình vô đó. Mấy bị bắt, chứ phải đâu có bị bắt. Nhưng mà lúc ông ba biết họ cố tình chạy vô đó không? Biết chứ không biết, nó chạy vô mình biết liền á. Có càng ngăn không? Có chứ, tôi đang nghỉ luôn á. Nghỉ về luôn á. Ông ba nói ừ, tôi biết, tại giờ đồ ăn hết rồi. Ừ. Không đi về đi, nói. Thôi gan ba ông bữa nữa đi, làm chia. Về chia tiền đó, tiền mình. Má, tức. Đánh bắt thì bạn... Chia cũng nhau. Như đi cào chia đồng nhau á. Dạ. Không nào hơn nào đi, có tài công này hơn. Dạ. Đi như vậy là mấy tháng không ba? Hai tháng trời rồi, hai tháng mấy luôn, hai tháng mấy bữa gán lại là mấy bữa nào là bị bắt đó. Tôi ngủ tôi thấy đâu, nó lại nó bắt ghê mình luôn, hai bữa liền luôn. Nó không tin, nó tin thì về đâu có bị bắt. Mẹ tức cái mình hoài. Rồi sau đó thì đi về mà đâu có tiền đâu mà về, buộc phải mua giấy máy bay về cho tiền nó mua. Nó có thằng cũng ở cũng Việt Nam mình nè, nó đi mặn mướn mình á, nó thấy gì rồi nó cho đâu cho tôi 3,000+, rồi tôi xin nhỏ em nó gửi qua 7,000,000 nữa, 20,000,000 mà nó tính rồi con nhỏ em của chú ghe cho tôi mượn 10,000,000. Nó em ruột cho 7,000,000, còn kia cho 3, rồi tôi mới mua vé tôi về được chứ tiền đâu về. Thế giờ còn thiếu tiền nhỏ em đó, có mần gì nữa đâu có tiền trả. Có nghĩa là mình đưa tiền cho họ thì họ mới cho mình về. Tổng cộng là bao nhiêu? Tổng cộng là 30,000+. Dạ, 30,000+. Để họ lo cái chi phí máy bay rồi xuất cảnh rồi nhập cảnh sang Việt Nam luôn đúng không? Lúc bị bắt ở trong đó thì cái việc mà tiền nó mình chịu chứ nó có chịu cho mình đâu. Dạ. Con không biết là lúc mình bị bắt á thì cái việc ăn uống ở trong tù nó như thế nào. Nó mà mình hồi mới vô á thì ở dưới này á nó cũng cũng đi xin đồ. Dạ. Xin đồ ăn đồ. Dạ. Chứ nó đâu dưới này đâu có cho mình đâu. Dạ. Tới đi lên tới trên chỗ mà nó vô ở tù rồi đi ra tò rồi tới gì ở tù á. Dạ. Là nó mới mình mới cho tiền nó. Cái thằng đại công á nó hỏi xin chủ ghe cho tiền đặng nó lo cho thằng trưởng trại đó. Là tổng cộng là trên cái chiếc thuyền mình là có bao nhiêu? Có 4 người à, có 4 người à. 4 người thôi. Ờ, 4 người. Bị bắt hết 4 người luôn. Bắt hết luôn, sao trong ghe mà. Mình thì họ xử lý như thế nào? Lấy luôn, người ta lấy luôn. Cá rồi lấy hết. Lấy hết trơn luôn, không còn gì cả. Em con nghe nói là họ có nhận, thường là có những cái chiếc ghe họ nhận chìm xuống biển luôn hả không bà? Nhận chìm là nó bắt mình rồi. Lên rồi nó để đó cho chìm luôn á. Nó là lấy đồ hết rồi, là để cho ghe chìm bỏ luôn á. Dạ. Là nói vậy đó. Chứ nó không có ấy gì, nó ngay nó cũng không có làm khó dễ gì mình. Tới mà ấy rồi mấy người tôi hỏi nó giờ xin gạo rồi về nấu ăn được không, nó cho luôn mà. Rồi nó ngay nó nhờ khúc lúc đó nó ở đó nó mới dễ được 3 tháng gì đó. Rồi ở bên kia mới khó. Đi đâu cũng không cho, đi đái cũng không được. Để mẹ nó cực khổ gì đó. Làm sao mà ông ba có thể liên lạc với những người ở Việt Nam? Có nghĩa là người của cái gì? Người ở Việt Nam nè. Đại sứ quán. Đại sứ quán của Việt Nam nè. Có trong đó thì cũng có người ta ở trước rồi, người ta biết. Người ta mới nói với mình. Cho số điện thoại mình điện đại sứ quán. Rồi đại sứ quán mới cho mình hay. Vậy đó là tiền bao nhiêu vậy đó là lại tới đó là đưa cho đại sứ quán, đại sứ quán nó mới đưa lại cho bên cô Philippines đó. Yeah. Nó mới làm giấy tờ cho mình, cho mình xuất cảnh về. Con muốn biết là trong những ngày ở tù ngay tại Philippines thì cái cuộc sống sinh hoạt của mình như thế nào? Nó mình cũng nói kể không hết nữa. Một khoảng thì cực khổ, một khoảng thì mình không có cực, mình không có mần.
Còn một khoản thì mình mần, rất mình mần cực khổ. Không có mần gì nặng, nhưng mà ăn uống gì xíu kém đủ thứ. Có khi đói gần chết vậy. Chiều mới được ăn. Ngày thôi cho mình ăn mấy cử. À, cho là hai cử à, nhưng mà cử là cử bánh mì. Dạ, một cử bánh mì. Ừ, với một cử cơm. Dạ. Thôi cho mình ăn cơm với gì không bà? Cơm với, thí dụ, cá. Cá chân trương á, cá chân trương thường, với gà. Lâu lâu mới có cá tí tí lần. Còn cá chân trương với gà thì thường xuyên. Có khi sáng gà, chiều gà nữa, không từng nữa, không biết đâu nói. À, những ngày mà ở trong tù á thì ông ba có bị cảnh sát họ đánh không? Không có đánh đập đâu. Nó chỉ lại nó... Tại nó có khi nó cũng biết quen biết rồi, nó liếng khỉ lại trên thuốc mà hút được liền á chứ. Nó cũng không có cái gì nó vậy đó. Nó biết rồi lại trên thuốc, biết rồi lại trên thuốc. Rỉ mẹ móc thuốc cái cách túi. Mà làm gì mình có tiền mình mua thuốc thôi ông ba. Ừ, mua thuốc giỡn không chứ có thuốc gì đâu, ba thuốc giỡn á. Mà mua không được nhiều nữa. Hỏi đi ra mua là hai gói với ba gói là cho không được nửa cây. Có nghĩa mình đi ra vô không được. Mình mua thì mua cho nhiều vậy đó. Nâng thì khỏi đi ra vô khó khăn. Ra lần phải cho nó 5 đồng. Đó. Buộc là phải họ này nọ nó phải cho nó mới cho đi. Nó vậy đó. Lúc đúng mà rồi, nó đâu có cho đi. Bị bắt á thì ông ba có nghĩ rằng mình sẽ trở về lại được Việt Nam không? Không, có nghĩa là bắt là mình thấy là cuộc đời mình đi đứt rồi. Tiền đâu chuột. Nghe người ta nói là mình tiền đâu chuột. Đó, thật ra nói rồi, đồ ba ở nay thiên thu, không biết chừng nào về được. Nhà thì không còn ai. Mấy đứa em nhỏ nhỏ, tiền đâu nó có. Mình thì lớn. Buôn ba không bằng thầy dẫn. Sau khi về được Việt Nam thì ông ba có dự định là mình sẽ đi đánh bắt xa bờ nữa. Không bao giờ nữa, một lần nữa đâu. Vòng vòng đây cực khổ lắm, gán đi gì chứ không có đi xa nữa. Đó là cái ký ức mà chắc có lẽ là ông ba sẽ không bao giờ quên được đúng không? Sao quên được, đâu mất cái tù sao quên được, không khi nào quên. Cái ký ức nào mà ở Philippines mà ông ba buồn nhất? Buồn hoàn cảnh đủ thứ hết á. Thí dụ như người ta ở đi, cũng có người này, người anh em, cha mẹ đồ ai ta cũng điện hỏi tâm, còn mình không có ai á. Nội nhiêu cũng thấy cũng đủ tuổi rồi. Con bao nhiêu đó cũng đủ tuổi. Tao mắc ở đây rồi sao tao về tao. Bây giờ nếu như mà có muốn nói một lời nào á đối với những người mà đi bằng biển đi cùng á thì ba sẽ chia sẻ những cái điều gì? Bà bạn đi chung nhau hả? Nói với những người mà đi biển đánh bắt xa bờ đó. À, có nghĩa là nói vậy. Có nghĩa là anh em nào nếu thích quá thì cứ đi thôi, chứ mà tôi thấy đi á, đi xa bờ đi qua nước bạn thì hơi hiu lắm, đừng nên đi nữa. Chúng bắt là điều thứ nhất, cái đó là nó không hành hạ mình thôi. Chứ qua Ando gì cũng bị nè, Thái Lan gì cũng bị, nó đập bóng bính thịt một cái là nó đầu không còn con tóc, cạo suốt, vừa lú cạo. Bên Thái Lan kia của Ando á, là nó khó khăn dữ dằn, chỉ có nước này thôi nó dễ thôi. Tôi về tóc tôi tới đây nè, nó đâu có làm gì mình đâu. Khi mình hết không hết thì thôi, nói tôi không có tiền, rồi thôi. Những thiền nhân bị bắt ở đó nhiều không ông bà? Hồi lúc là có 40 mấy người à. Bằng đầu vô là mấy người tôi tính chuột, tính là từng lễ là về rồi. Nhưng mà lây quay rồi nó gửi tiền qua luôn mà. Tại thằng em nó bên đây làm bên bển là tầm 7-3 đâu, nó không cho chuột. Chứ chuột có 350 ngàn, bao nhiêu tiền đâu. 350 ngàn của nó là có 700 ngàn mình nè. Trời ơi trời, nó rẻ như cháu. Mà nó cho chuột về là đồ đạc của mình còn nguyên dưới, nó không lấy cái gì hết. Nó đưa mình ra khỏi phận đó là hoàng cho mình về. Vậy mà thằng em nó là đưa 300 à, đưa 350 đồng à. Nó còn 50 ngàn này để lại làm chi phí đi về. Tao nói đủ mà, tao hứa mày nhiêu mày đưa nhiêu cho mày đưa vậy, sao nó cho mày về. Thiệt tình đi gan lên đưa nó không chịu.
xách tiền xuống cho lại trả lại chúng tôi ra đâu có kẹt ở tù luôn, tới năm mấy rồi. Lúc mà đi lên ghe đánh bắt á thì ông ba có biết rằng là ghe của mình sẽ đi đánh bắt ở không biết phần đúng không? Không biết. Tôi biết chừng nào tôi mới đi. Tôi đâu biết. Chở chạy ra biết bao xa tôi biết ra sao à, lái là tôi coi là để miệng cầu là tôi biết cầu dĩ là cầu Bánh Long rồi. Tôi đâu chịu. Nói lỡ rồi làm sao giờ thôi gán đi đi ông ơi. Không lẽ nhảy biển gì lậu vô. Buộc phải đi thôi. Nếu như mình chống cự lại thì sao? À, đâu được, chống cự nó lỡ xô mình đi biển luôn sao? Ồ vậy hả? Sao dám? Nín thinh luôn, bóp bụng chịu luôn. Chứ trời ơi tôi đâu chịu đi. Lúc là chạy xa bờ là mới biết không ba? Ờ chạy xa bờ thì mình mới ra làm sao mới thấy cầu dĩ mới biết. Cầu dĩ là nó cầu Bánh Long. Ít có cầu lồng lắm. Cầu lồng chỗ nào mà sạch á, nó mới cầu lồng nó biết. Có mấy định vị nó coi nó biết. Sạch là thấy lồng xuống. Còn mấy chỗ dơ dơ là rồi xảy cầu dĩ xuống không? Móc không? Chia sẻ với lại cô bác quý anh chị, cầu Bánh Long là một loại thủy hải sản, nó nằm ở dưới cái mặt cát luôn. Và cái cầu được cái đó đó là nó phải ở đi đánh bắt ở những cái nước bạn như nhiều như là Thái Lan nè, Philippines hoặc là Indo. Và khi cào đó thì cái con Bánh Long nó nằm ở dưới, phải cào hết cái phần san hô ở trên á thì mới lấy được cái con Bánh Long đó lên. Và con Bánh Long đó bán cho những thương lái là những người Trung Quốc thôi, đúng không ba? Và đa phần người Trung Quốc họ sẽ mua cái trái Bánh Long, cái con Bánh Long đó với giá cực kỳ cao. Nên có thời gian trước đây là những ngư dân họ đi đánh bắt trái phép bằng cách là cào cái con Bánh Long đó lên. Vì cái con Bánh Long nó nằm ở dưới cái mặt cát luôn, nên ảnh hưởng đến cuộc sống của những sinh vật biển. Ví dụ như là san hô chết đi rồi thì những cái phù du của tảo của biển đó, nó sẽ không còn sinh sống và cá nó không còn ăn được. Đó là một trong những cái cách mà Trung Quốc họ làm cho bằng việc cái nguồn thủy hải sản của ở Việt Nam nói riêng và tất cả những cái nước lân cận ở Việt Nam nói chung. Nhiều người ham cào trái Bánh Long đó lắm không ba? Cào ban đầu đi cào là có 250.000 ký à. Đi qua tới bển cào được mười mấy phi rồi. Nó điện nó là giờ lên 580.000 ký rồi. Thế lại biết bao nhiêu chưa? Một phi là 200 ký. 13, 14 phi đó. Là một tấn mấy rồi. Ông tính nhiêu tiền rồi? Có tỷ bạc rồi. Chưa gì không gì hết. Làm thêm 3-4 đêm nữa mới đủ 2 tháng nha. Vừa đủ 2 tháng là về. Tôi nói thôi về nha. Đủ 2 tháng hết đồ ăn rồi. Thôi đi về đi. Nói là lỡ đi theo ông Cường thêm 3 bữa nữa đi. Chạy vô này 3 bữa nữa là tiền nó tiền chiêu của mình không à. Gán đi chú ba. Tao nói tao làm hết nổi rồi. Tôi về đi. Lúc đó tôi mập thù lụ xuống. Tôi đang thui ốm nhôm luôn. Rồi nó nói kêu gán. Mà tôi không chịu. Một hai đi theo mới bắt đó. Tôi nói đâu nghe. Mà tôi ngủ tôi thấy là người ta bắt mình rõ ràng luôn rồi. Hai đêm liền luôn, hai bữa chắc sáng không à. Nhờ chạy thực sáng thì gần sáng nằm quẹo ngang sau. Mơ mà được chút xíu là thấy. Nằm mơ thấy à. Thấy hai bữa liền rồi, tôi sợ rồi, tôi nói rồi. Ngắm nghe. Gán đó. Thêm một miếng tiền mà bị bắt nữa. Không có nhiều tiền đúng không? Có nhiều tiền. Bắt rồi hết tài sản chủ luôn. Tiêu chiếc ghe biết bao nhiêu không? Bao nhiêu tỷ không? Một chiếc ghe. Rồi tính tiền Bánh Long là 2 tỷ mấy. Mà trước đó là ông ba có được cảnh báo rằng nếu như mình đi đánh bắt trái phép là sẽ bị công an cảnh... Đương nhiên mình phải biết rồi phải không? Nhưng mà đã mình không chịu đi là mình biết rồi. Mình đâu chịu đi. Nó quyết định là nó mình xuống mình chạy đi rồi sao giờ. Hỏi nó bằng đầu hỏi đi đánh cái gì. Nó nói đánh cá to không à. Mình tính lứ hay cái gì đâu. Mình đâu có gành mà xuống dưới ghe thì để dưới hầm không à. Mình đâu quyết. Tới chừng mà nó chạy ra cũng mấy tiếng đồng hồ á. Tôi mới bò ra sao coi thử sao nó cái gì. Ra sao thấy để vàng dĩ. Vàng dĩ cầu Bánh Long. À, tôi biết cầu Bánh Long rồi. Mình không có đi nhưng mà thấy là biết. Dí lòng. Chủ ghe họ có cho ông ba ứng tướng tiền không? Nó có cho 15 triệu mà tôi đi tôi không có ứng. Cho nó về ấy luôn. Rồi về cũng giờ không có luôn.
nó không đưa tôi luôn. Lúc đó ghe đi ở đâu ông bà? Ghe ở đi xuống sông Nhào á, tôi ở đây mà đi dám đi tới sông Nhào chứ. Sông Nhào là ở đâu, con không biết. Thứ 9 thứ 10 chứ á. Nó bây giờ rồi, ngày mai cũng còn bùi ngùi ha. Rồi tôi mới mượn tiền nó mua mấy cây thuốc hay gô để tao hút đó. Hình như là tính là 2 triệu 70 ngàn vậy đó. Có nhiêu đó đó. Mà tới giờ nó cũng không nghe, nó nói rồi không biết nó làm được rồi nó trả tiền nó cho tôi hay gì cũng không có luôn. Thôi bỏ mẹ nó chứ ở đó đi hỏi gì giờ. Người ta cũng mất mát đồ của người ta biết bao nhiêu. Mình sống về được rồi sao tôi không cần nữa. Về là chỉ mong giữ lại cái mạng sống thôi đúng không? Ừ. À, lúc đó thì ở trong cái những cái trại giam đó đó thì có khi nào là ông ba thấy những người bạn tù mất không? Ở, người bạn tù ở Việt Nam á? Không có đâu, mình không thấy. Không có. Không có hả? Có người của nó có mắt, có chết bệnh. Bệnh chết á? Ừ, bệnh ở trong trại rồi chết rồi đem ra, đem đi về chứ thôi. Thì nó cho chết, anh cho ra lấy xác về. Có thấy hình như là chết một người còn bệnh không liệt một người, hai người. Nam nữ trùm lum ở trong. Bây giờ dám cho tiền tỷ thì ông ba cũng đâu dám đi đúng không? Không. Đi nếu bị bắt bệnh, nếu bị bắt cái nữa là chết cho bệnh chứ không có gì được. Từng tuổi này dám đi thì chết chứ đừng nào về. Bị bắt là chết thôi. Bỏ xác bệnh thôi. Nhiều cũng không đi đó. Ở đây có muối ăn muối, có mắm ăn mắm. Sợ quá sợ rồi. Sợ quá sợ rồi Tâm ơi. Ngày hôm nay á thì hôm nay hoàn cảnh của ông ba, nghe ông ba chia sẻ về cái câu chuyện, một cái ký ức đáng buồn trong cuộc đời của mình. Đó là bị cáo buộc rằng đánh bắt trái phép trên hải phận của nước bạn. Thì không may thì bị ở tù. Thì cũng may mắn là mình còn giữ được cái tính mạng của mình, sức khỏe để mà về lại Việt Nam. Cũng chia sẻ với lại tất cả mọi người là đôi khi những người bạn thuyền họ gọi là bị động, chứ họ không biết rằng là mình tham gia cái chiếc thuyền đó để đánh bắt trái phép, đúng không ạ? Dạ. Và ông ba là một trong những cái trường hợp như vậy. Ngày hôm nay thì đến đây thì con gửi cho ông ba một cái chai dầu xanh ha. Đây một cái chai dầu xanh, ông ba lớn tuổi này của chú Kevin ở Mỹ á. Và hôm nay á thì đồng hành với con thì có nhãn hàng giải độc gan Toại Linh. Đây là một cái sản phẩm dành cho những người có chức năng về gan đó đó ông ba. Có chức năng về gan như là viêm gan nè, rồi xơ gan á, uống nhiều bia rượu thì thuốc hoặc là hút thuốc á nó có hại cho sức khỏe, thì ông ba sẽ dùng cái những cái sản phẩm hỗ trợ chức năng gan như thế này. Mà ra trong cái túi này thì có một cái giải độc gan Toại Linh Plus nè. Đó giúp cho ông ba hỗ trợ cái triệu chứng là men gan cao, vàng da, mệt mỏi, chán ăn, mắt ngứa hay ông ba ha. Thì cái này là cái cách dùng đó là ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 2 viên nè ông ba. Bỏ vô đây, con bỏ vô đây ha. Còn ngoài ra thì có những cái sản phẩm như là trà giải độc gan, cà gai dây leo nè. Đó, thì ông ba để đó sử dụng từ từ ha. Cái này hết cho cái này gì đó hả? Dạ, nguyên cái hộp này, nguyên cái túi này vậy luôn. Dạ. Cảm ơn bà. Rồi, cũng Bùi Hồ cũng xin chân thành tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng như là nhãn hàng giải độc gan Toại Linh đã đồng hành với Bùi Hồ trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì ông ba có muốn nói lời nào đến cô chú anh chị cũng như là nhãn hàng giải độc gan Toại Linh không? Tôi cũng cảm ơn Quỳ Linh giúp đỡ cho những người lớn tuổi thuốc giải độc gan. Tôi cảm ơn rất nhiều, với cảm ơn người ở Mỹ cho chai dầu thì người ở Mỹ tặng chai dầu. Tôi cũng cảm ơn những người ở Mỹ đó, tên gì tôi không biết luôn. Tôi cảm ơn chú rất nhiều, chú gì quên nữa. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị, chúc ba luôn có nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều.